Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chia sẻ kiến thức. Tại đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị các tóm tắt của những quyển sách hay mà chúng tôi chọn lọc được. Hy vọng sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu trước về quyển sách mà mình yêu thích trước khi sở hữu chúng. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tóm tắt của quyển sách Những Nguyên Tắc Vàng của Napoleon Hill của tác giả cùng tên. Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu được rằng việc thay đổi và cải thiện bản thân chưa bao giờ là điều quá muộn. Napoleon Hill là một trong những bậc thầy của các cuốn sách self-help kinh điển. Các cuốn sách của ông dù được xuất bản từ những năm 1920-1930 nhưng vẫn giữ được giá trị của mình, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong thể loại phát triển bản thân. Một lý do khiến lời khuyên của tác giả luôn luôn thu hút người đọc là vì ông tin rằng bạn không cần phải sinh ra với một tài năng thiên bẩm để thành công trong cuộc sống. Theo ước tính của Hill, chỉ cần với một chút quyết tâm và sự chăm chỉ, bất kỳ ai cũng có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu của mình và thành công trong lĩnh vực mà mình mong muốn. Nhiều kỹ thuật phát triển bản thân của Napoleon Hill vẫn rất hữu ích trong thời đại hiện đại ngày nay. Nếu bạn muốn phát triển trong cuộc sống, từ bây giờ, hãy bỏ ngay suy nghĩ mình không xứng đáng với vận may mà tạo hóa đã ban tặng hay mình chỉ là kẻ thất bại. Hãy suy nghĩ tích cực và hướng tới tương lai. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học thêm các cách để phát triển kỹ năng và thói quen hữu ích để mang lại năng lượng cho cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ học được cách làm thế nào để thức dậy, thư thái và gặt hái thành công. Làm thế nào để phát triển kỹ năng nói chuyện trước công chúng bằng một trí tưởng tượng sống động. Và làm thế nào một ly sô-cô-la có thể giúp bạn nhớ tên của một ai đó. Chúng ta tạo ra cuộc sống của mình thông qua suy nghĩ của chính mình và điều này có thể dẫn đến sự thành công mang tính vượt trội. Bạn đã bao giờ gặp được một người có thể thể hiện sự tự tin vượt bậc và dường như lúc nào cũng thành công ở mọi mặt mà anh ta hướng đến? Có thể bạn nghĩ rằng anh ta rất may mắn, hoặc thậm chí bạn ghen tị vì anh ta biết được bí mật để thành công, còn bạn thì không. Nhưng bí mật thành công của những người như vậy rất đơn giản. Tất cả chúng ta đều có thể tạo ra cuộc sống mà mình mong muốn. Bí mật đó chính là cách chúng ta sử dụng suy nghĩ của mình. Một phương pháp khá hữu ích là thông qua tự kỷ ám thị, cho phép bạn định hình cách bạn phát triển bằng cách cung cấp cho tâm trí những suy nghĩ và hình ảnh sống động. Tác giả đã thực hành thường xuyên phương pháp này, chẳng hạn như nghĩ ra các cuộc họp tưởng tượng nơi ông sẽ trò chuyện với những vị khách nổi tiếng đầy cảm hứng như Abraham Lincoln, Socrates, Napoleon và Aristotle. Trong những cuộc gặp gỡ tưởng tượng này, Hill sẽ tập trung vào một số tính cách nhất định của những vị khách mà ông hy vọng mình sẽ có những năng lực này. Chẳng hạn như, Hill hy vọng mình sẽ có phẩm chất công bằng, tấm lòng trượng nghĩa giúp đỡ người khác và can đảm tìm ra những cách làm mới của Lincoln. Mỗi đêm, Hill sẽ dành một giờ để thực hiện bài tập này. Mỗi ngày, ông lại thêm nhiều nhân vật truyền cảm hứng vào cuộc họp để học thêm những phẩm chất mới. Ông thấy rằng bằng cách sử dụng phương pháp tự kỷ ám thị, ông có thể tập trung vào những suy nghĩ truyền cảm hứng, thay đổi cuộc sống của mình và tìm thấy thành công. Ngoài ra, trong trường hợp của tác giả, việc tự kỷ ám thị còn cho phép ông vượt qua nỗi sợ nói chuyện trước công chúng khi tập trung vào việc học hỏi những phẩm chất của các nhà hùng biện thành công như giáo sư Henry Ward Beecher. Chỉ sau một tuần áp dụng phương pháp này, Hill đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và lời mời quay lại sau một bài phát biểu rất thành công. Một năm sau, ông đã đi lưu diễn trong nước với tư cách là một trong những diễn giả được săn đón nhất ở Mỹ. Thậm chí, ông còn nhận được một giải thưởng cho bài phát biểu của mình vào năm 1920 tại một hội nghị ở Investing Club, Pittsburgh, Hoa Kỳ. Và tất cả những thành công trên nhờ Napoleon Hill thực hiện được sức mạnh của suy nghĩ. Shakespeare dạy chúng ta làm thế nào để có được niềm tin của mọi người. Vấn đề khó khăn luôn đòi hỏi một phương pháp sáng tạo. Tuy nhiên, để sáng tạo lại có khó khăn ập đến. Một là phát triển ý tưởng, hai là thuyết phục mọi người rằng ý tưởng này tuyệt vời như thế nào. Thông thường, vấn đề thứ hai là khó giải quyết nhất. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng của mình trong việc thuyết phục người khác, thì giáo viên tốt nhất của bạn không phải là một doanh nhân hay là bậc thầy đỗ lạc nào khác, mà đó là nhà thơ và nhà viết kịch William Shakespeare.
Trong vở kịch Julius Caesar của Shakespeare, chúng ta có thể thấy cách để bắt đầu thay đổi tâm trí của một ai đó là hãy đứng về phía họ. Trong đám tang của Caesar, Mark Antony đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của những người có mặt theo hướng xem Caesar là một người đàn ông vĩ đại. Đây là một nhiệm vụ khá thách thức, vì người đầu tiên phát biểu sẽ là Brutus, kẻ đã giết Caesar. Người trước đó đã có một bài phát biểu đầy ẩn ý thuyết phục mọi người về việc Caesar độc ác như thế nào. Sau khi Brutus kết thúc, đến lượt Mark Antony lên phát biểu. Ông ta biết mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ nếu ngay lập tức ép đám đông tin lời nói của mình. Vì vậy, ông bắt đầu bằng cách ca ngợi Brutus và đồng ý rằng Caesar không nên được nhớ đến. Điều này cho phép Mark Antony nhanh chóng lôi kéo được đám đông về phía mình. Sau đó, ông đã bắt đầu cung cấp cho họ những ý kiến mới, chẳng hạn như Caesar đã đóng góp rất nhiều trong công sức của dân chúng Rome. Caesar thậm chí còn viết trong di chúc rằng ông ta muốn sự giàu có của mình đến với những người La Mã. Sau đó, chậm mà chắc, Mark Antony đã sử dụng chiến thuật từ khen ngợi mỉa mai và cuối cùng là tiêu diệt. Kết quả, Mark Antony có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng của đám đông đến mức họ lên án Brutus vì đã giết Caesar và đuổi ông ta ra khỏi Rome. Trong công việc, chúng ta cũng có thể sử dụng nghệ thuật này. Tác giả đã từng chứng kiến phương pháp này sử dụng một cách rất hiệu quả bởi một luật sư. Khi đưa ra những dẫn chứng của mình với bồi thẩm đoàn, vì luật sư kia không hề tấn công đối thủ của mình. Thay vào đó, ông liệt kê tất cả những nhận xét tích cực mà đối phương đã đưa ra và đồng ý với những điểm tốt mà họ nói. Với cách tiếp cận này, ông đã thu hút được sự chú ý và tin tưởng của quan tòa. Đến thời điểm này, ông mới bắt đầu liệt kê tất cả các điểm sai sót trong lập luận của đối thủ. Không cần phải nói, vị luật sư đã giành chiến thắng trong phiên tòa mà không gặp quá nhiều khó khăn. Ám thị tích cực có thể cải thiện hiệu suất trong công việc và làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc hơn. Trong cuộc sống của mình, có bao giờ bạn bị mất động lực ghê gớm sau khi bị sếp chỉ trích, gây gắt hoặc bị sỉ nhục? Chắc chắn là có. Nhưng bạn nên nhớ rằng, nếu bạn muốn ai đó làm điều gì đó cho mình, thì cách tốt nhất là thông qua những suy nghĩ và lời nói tích cực. Nói cách khác, nếu bạn muốn cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên, bạn cần suy nghĩ và ám thị tích cực, không phải những ám thị tiêu cực. Napoleon Hill có quen biết với một người quản lý không bao giờ chỉ trích nhân viên của mình. Thay vào đó, ông sẽ ghé thăm các phòng ban và khen ngợi từng người một vì những điều tuyệt vời họ đã làm cho công ty. Và trong những lời khen đó, ông luôn đưa ra gợi ý tinh tế rằng họ có thể làm tốt hơn nữa nếu họ cố gắng. Có một lần, người quản lý đã phải giải quyết một trường hợp nhân viên có hiệu quả làm việc thấp trong một vài tuần. Nhưng ở trường hợp này cũng vậy, người quản lý rất tinh tế và đưa ra đề nghị tích cực. Người quản lý biết rằng nếu chỉ trích chỉ làm mất tinh thần nhân viên. Nhà quản lý đã đặt tay lên vai anh ta và nói với anh ấy rằng ông rất ấn tượng về tốc độ làm việc và đó là một tấm gương xuất sắc cho các nhân viên khác. Đáng chú ý, vào cuối ngày hôm đó, hiệu quả của nhân viên này đã tăng 25%. Nếu bạn là một nhân viên bán hàng, bạn sẽ dễ dàng thấy lợi ích của phương pháp này. Ví dụ, hãy biến nó thành một phần trong kỹ thuật bán hàng của bạn. Khi giới thiệu với khách hàng về một sản phẩm, hãy đề cập đến việc mặc dù đây là một sản phẩm mới, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến quý ngài hài lòng với nhiều tính năng. Bằng cách này, khách hàng sẽ không nghĩ bạn đang thuyết phục họ mua hàng. Thay vào đó, bạn đã gợi ý một cách tinh tế, không chỉ chứng tỏ sản phẩm có chất lượng cao mà bản thân vị khách sẽ không có tâm lý phản kháng nữa. Lời cầu nguyện có thể được sử dụng cho những việc thiết thực hơn, chẳng hạn như cải thiện hiệu quả kinh doanh của bạn. Để phát huy hiệu quả của lời cầu nguyện, bạn không nên tin vào bất kỳ đức tin cụ thể nào, hoặc cho rằng một vị thần này sẽ tốt hơn một vị thần khác. Theo Hill, khi cầu nguyện, bạn đang gửi một ý nghĩa vào vũ trụ và ý nghĩa này có thể hoạt động như một làn sóng điện, ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của doanh nghiệp hoặc bất cứ điều gì mà lời cầu nguyện của bạn đề cập đến. Một lần, khi Hill đang đàm phán một thỏa thuận kinh doanh, lời đề nghị của ông đã đưa cho đối tác kinh doanh tiềm năng nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Trong thời điểm đó, tác giả đã gửi một lời cầu nguyện rằng vị đối tác kia sẽ thay đổi tâm trí và chấp nhận lời đề nghị của ông. Và bạn biết không, 2 phút sau khi tác giả cầu nguyện, đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Một công cụ khác có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn là tâm lý, phản ứng lại điều tương tự. Mọi người sẽ đối xử với bạn theo cách bạn đối xử với họ. Nghe có vẻ đơn giản phải không nào? Và đúng là như vậy đấy. Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để tìm kiếm thành công. Với nguyên tắc này, bạn có thể yêu cầu bất cứ ai làm bất cứ điều gì cho bạn muốn, miễn là bạn làm nhiều gì đó cho họ trước. Nếu bạn muốn ai đó cho bạn thứ gì đó, hãy cho người ta thử đó trước. Ví dụ, như có hai cậu bé đang ăn trưa ở một sân chơi. Một trong hai cậu bé đã tự ý lấy thức ăn của từ người kia mà không xin phép. Rất có thể, điều duy nhất mà cậu bé tham lam kia nhận được là một cú đấm vào mặt. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bé tham lam kia tiếp cận bằng cách tặng một trong những món ăn nhẹ của mình cho bạn mình? Người bạn còn lại chắc chắn có thể sẽ sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho cậu bé mà không phải dùng nắm đấm, phải không nào? Việc trao đổi đồ ăn giữa hai cậu bé trên sân trường cũng có thể áp dụng trong việc kinh doanh của người lớn. Nếu bạn muốn các đồng nghiệp của mình giới thiệu cho bạn một trong những đối tác kinh doanh của họ, điều đầu tiên bạn làm có thể là luôn đánh giá cao về đồng nghiệp đó với những người mà bạn quen biết. Tự tin là một phần quan trọng của thành công. Có hai mục tiêu quan trọng mà con người luôn khao khát tìm kiếm. Một là được hạnh phúc, hai là có một cuộc sống sung túc. Để đạt được hai mục tiêu này, yếu tố cần và đủ chính là sự tự tin. Tự tin quan trọng như thế nào? Bạn nên nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có sự tự tin. Khi bạn hy vọng đạt được những điều bạn mong muốn trong cuộc sống, trước tiên bạn cần tin rằng bạn xứng đáng với những điều đó, và điều đó chỉ có được khi bạn có được sự tự tin. Bạn có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, 7 ngày một tuần, nhưng nếu không có được sự tự tin, bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền. Bạn sẽ không dám nhảy vào bất cứ cơ hội nào, thử thách và đổi mới bản thân. Vậy làm thế nào bạn phát triển được sự tự tin? Bạn phải hiểu rằng cuộc sống và hạnh phúc của bạn nằm trong tay, chứ không phải ai khác. Bạn cần phải bắt đầu chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình. Một khi bạn ngừng đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh, bạn có thể bắt đầu thấy rằng mình là chìa khóa cho sự thành công. Một khi nhận ra mình nắm giữ trong tay chìa khóa của sự tự tin, bạn sẽ ngạc nhiên trước nguồn năng lượng vô tận cho phép bạn đạt được các mục tiêu thách thức nhất của bản thân. Hãy sử dụng câu khẳng định. Một lời khẳng định đơn giản là một suy nghĩ tích cực mà bạn có thể lặp đi lặp lại và tập trung vào nó cho đến khi nó trở thành hiện thực. Một số khẳng định mạnh mẽ bao gồm: tôi biết rằng tôi có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu gì mà tôi đặt ra. Tôi biết rằng nếu tôi thực sự tin vào điều này và có hành động phù hợp, thành công sẽ là của tôi. Tôi biết rằng bất cứ điều gì tôi suy nghĩ cuối cùng cũng đều ở dạng vật chất trong thế giới vật chất. Đó là lý do tại sao tôi có thể suy nghĩ theo cách của mình để thành công. Mỗi ngày tôi sẽ nghĩ về con người mà tôi muốn trở thành cho đến khi hình ảnh đó chi tiết đến mức nó có thể trở thành hiện thực. Từ giờ trở đi, tôi sẽ bắt đầu bằng cách lên kế hoạch chính xác những gì tôi muốn làm. Sau đó tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào kế hoạch này cho đến khi nó trở thành hiện thực. Nếu bạn thực hành những lời khẳng định này mỗi ngày, bạn chắc chắn sẽ đạt được sự tự tin mà mình hằng mong muốn và cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện tốt đẹp hơn. Tự kỷ ám thị có thể dùng để hỗ trợ phát triển các thói quen hữu ích. Bạn sẽ không thể đi được xa nếu bạn từ bỏ một dự án ngay khi nhận thấy những dấu hiệu khó khăn đầu tiên. Nếu muốn biến một ý tưởng trở thành một doanh nghiệp thành công, bạn phải kiên trì. Nếu bạn cảm thấy mình không đủ ý chí để tiếp tục một nhiệm vụ, thì đây là tin vui cho bạn. Tác giả sẽ hướng dẫn một quy trình đơn giản để phát triển thói quen giúp bạn kiên trì và đạt được thành công. Phát triển những thói quen mới và hữu ích là một cách tuyệt vời để đạt được mục tiêu mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh ý chí. Nếu thói quen hiện tại của bạn là ngủ đến tận trưa và nguyên ngày lúc nào cũng có khuôn mặt ngáy ngủ, bạn sẽ cần một ý chí rất kiên cường để có được thói quen dậy lúc 6 giờ sáng. Nhưng bạn có thể biến việc thức dậy lúc 6 giờ sáng thành một thói quen bằng cách lặp lại nó thường xuyên, biến nó thành một phần ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Chẳng bao lâu, bạn sẽ không cần phải quá cố gắng để có thể thức dậy sớm. Điều đó sẽ xảy ra một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ ý chí nào. Kỹ thuật này có thể giúp bạn hình thành những thói quen tích cực, chẳng hạn như bắt đầu ngày mới vào sáng sớm, tập thể dục, đọc sách để có các kỹ năng mới,
và thử thách mình bằng các cơ hội có thêm đối tác kinh doanh. Nghe có vẻ rất nhiều phải không? Nhưng khi bạn thực sự đạt được các thói quen này, cuộc sống sẽ tràn đầy năng lượng. Lúc này bạn sẽ sử dụng ý chí, đầu óc của mình để làm những công việc tốt hơn và đạt được nhiều thành công hơn. Ở giai đoạn đầu khi mới hình thành thói quen, tự kỷ ám thị có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn chỉ dựa vào tiếng chuông đồng hồ báo thức để đưa bạn ra khỏi giường lúc 6 giờ sáng, thì một kịch bản thường xảy ra là bạn sẽ tắt báo thức, lăn qua lăn lại và ngủ tiếp. Ở đây, hãy phân tích phương pháp tự kỷ ám thị sẽ giúp bạn như thế nào. Và là một ngày, hãy dành vài phút để tưởng tượng khoảnh khắc lúc bạn thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng, được nghỉ ngơi tốt từ đêm trước và ra khỏi giường đúng giờ một cách khoan khoái. Với sự giúp đỡ của phương pháp tự kỷ ám thị, quá trình này sẽ đi từ suy nghĩ đến cơ thể của bạn và thức dậy sớm sẽ trở thành một thói quen hàng ngày dễ dàng hơn. Một môi trường tích cực và loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực sẽ giúp bạn thành công. Không phải ngẫu nhiên mà các sinh viên đi học ở trường có chất lượng đào tạo tốt nhất có xu hướng trở thành những nhà nghiên cứu, chính trị gia và nghệ sĩ hàng đầu. Chúng ta được định hình bởi môi trường và trong trường hợp này là một trường học đẳng cấp thế giới được định hình nên những chuyên gia đẳng cấp thế giới. Cho dù bạn có nhận ra hay không, bạn vẫn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi môi trường và con người xung quanh. Vì những gì bạn tiếp xúc hàng ngày sẽ tác động đến suy nghĩ và suy nghĩ của bạn đóng một yếu tố rất lớn trong việc xác định những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn. Lựa chọn môi trường phù hợp sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu. Nếu bạn hy vọng trở thành một giám đốc kinh doanh thành công, thì việc thường xuyên trao đổi, nói chuyện với các giám đốc kinh doanh thành công khác, hoặc ít nhất là dành thời gian tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ hoặc những nơi họ giao tiếp, thật sự rất quan trọng. Môi trường tốt nhất để bạn đạt được mục tiêu của mình là một môi trường được bao quanh bởi những người cùng chia sẻ mục tiêu của bạn cả trong cuộc sống và sự nghiệp. Hãy tránh vây quanh mình bởi những người có thái độ tiêu cực hoặc thất bại. Khi bạn biết những gì bạn muốn đạt được, hãy hình dung từng chi tiết về một môi trường có thể hỗ trợ hoàn hảo cho ước mơ của bạn sẽ như thế nào. Một khi bạn hình thành và có được hình ảnh nó trong tâm trí, hãy ngay lập tức hành động và tìm ra nó. Thật không may, có những khía cạnh của xã hội nơi mọi người vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường của họ và chúng ta nên hành động để khắc phục điều này. Chẳng hạn, hệ thống nhà tù có ảnh hưởng khủng khiếp theo chiều hướng xấu đối với những tù nhân. Hầu hết họ bị giam giữ trong không gian nhỏ với những tội phạm khác. Họ có rất ít hoặc không có cơ hội để phục hồi nhân phẩm, giáo dục bản thân hoặc trải nghiệm bất cứ điều gì ngoài bạo lực trong tù. Trong những điều kiện sống thiếu thốn như vậy, có rất ít cơ hội để một tù nhân cải tạo bản thân. Không nhất thiết chúng ta phải giam giữ tù nhân trong những môi trường như vậy. Chúng ta có thể đưa tội phạm vào môi trường trong sạch, lành mạnh, an toàn, nên tập trung vào việc phát triển các kỹ năng mới để họ hoàn lương. Nâng cao khả năng quan sát giúp chúng ta sở hữu trí nhớ tốt. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một bữa tiệc và bạn nhìn thấy một ai đó quen quen. Người đó tiếp cận bạn với một nụ cười và một lời chào thân thiện. Cô ấy biết tên của bạn, nhưng bạn không thể nhớ được tên cô ấy là gì. Bạn đã gặp cô ấy ở đâu? Bạn chỉ biết thốt lên: "Ôi, mình thật sự đáng trí." Sự đáng trí đáng tiếc này có thể khiến bạn mất đi một mối quan hệ quý giá. Thật may, tác giả sẽ chỉ ra cho bạn một phương pháp để sở hữu một trí nhớ tốt. Có 3 bước để tăng cường trí nhớ của bạn. Đầu tiên, hãy bắt đầu chú ý. Đừng mãi lơ mơ khi gặp một người rồi quên ngay tên người đó vào sáng hôm sau. Tương tự như vậy, nếu không chú ý đến nơi bạn đã đổ xe và những con đường bạn đã đi qua, bạn chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi tìm đường. Hãy bắt đầu bằng cách dành thời gian để chú ý ai đó một cách cẩn thận khi lần đầu tiên gặp gỡ, đủ để não bộ hình thành một ấn tượng đầy đủ về người đó. Bước thứ hai là tạo các liên tưởng tinh thần. Khi đó cho bạn biết tên của mình, rất có thể cái tên này sẽ gợi nhắc bạn đến một điều gì đó quen thuộc. Có thể là một người khác, một địa điểm, một sản phẩm yêu thích hoặc bất cứ thứ gì có liên quan nhiều đến bạn và đời sống của bạn. Giả sử bạn gặp một người có cùng tên với chị gái của bạn, hãy tìm cách liên kết cô ấy với chị gái. Bước thứ ba cũng là bước cuối cùng là hãy tận dụng sức mạnh của sự lặp lại. Đừng bao giờ đánh giá thấp hiệu quả của việc lặp lại tên ai đó nhiều lần ngay sau phần giới thiệu. Thỉnh thoảng cũng nên nhắc lại tên của họ trong vài ngày tới. Nếu bạn áp dụng bước này, chắc chắn bạn sẽ thấy mình có trí nhớ tốt hơn và ít gặp trường hợp khó xử hơn.
Một cách thực hành đơn giản mà bạn có thể làm để nâng cao năng lực quan sát và trí nhớ của mình là bắt đầu bằng cách vào một căn phòng và quan sát cẩn thận mọi thứ bạn nhìn thấy. Sau đó, bạn hãy ra khỏi phòng và bắt đầu viết ra mọi thứ bạn có thể nhớ được. Lặp đi lặp lại bài tập này hàng ngày ở các phòng khác nhau. Bạn sẽ sớm thấy cả trí nhớ và kỹ năng quan sát của mình trở nên sắc nét hơn. Bây giờ bạn đã biết quy tắc vàng của thành công. Đã đến lúc bắt đầu hành động và chinh phục mục tiêu của bạn. Thành công không phải là một điều gì đó quá xa vời nếu bạn đặt tâm trí của mình vào nó. Bằng cách phát triển những suy nghĩ đúng đắn và củng cố sự tự tin, bạn sẽ sớm thấy mình dễ dàng tiến gần hơn đến mục tiêu phía trước. Có rất nhiều kỹ thuật trong cuốn sách này có thể giúp bạn giao tiếp tốt hơn, chinh phục được các giao dịch kinh doanh lớn và phát triển các thói quen hữu ích để cuộc sống thêm dễ dàng hơn. Tất cả chỉ cần một nỗ lực. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của suy nghĩ tích cực. Chúng có thể tạo ra những thay đổi thực sự lớn trong cuộc sống của bạn. Trên đây là tóm tắt của quyển sách Những Nguyên Tắc Vàng của Napoleon Hill của tác giả cùng tên. Nếu có điều kiện, rất mong quý vị và các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đừng ngần ngại để lại một like, subscribe và share video để chia sẻ kiến thức đến mọi người nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.